Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với trang lô KTV. Ở những video trước, KTV đã chia sẻ với quý vị cách để chèn hình ảnh vào video bằng phần mềm Photoshop ProRes. Tiếp theo, video này KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách để chèn chữ vào video hoặc chèn chữ vào hình ảnh bằng phần mềm Photoshop ProRes. Và trước khi để chèn được chữ và video thì máy tính của quý vị phải cài thêm bộ phông VNI. Ok chưa? Rồi. Quý vị có thể vào Google tìm kiếm đến cái bộ phông. Thì ở đây KTV đã đào sẵn cái bộ phông về rồi đây này. Và tất nhiên quý vị phải cài cái WinZip hoặc WinRAR để giải nén cái bộ phông này. Quý vị ai chưa có WinZip, WinRAR hoặc là cái bộ phông này thì quý vị có thể comment bên dưới để lại email và KTV sẽ chia sẻ qua cái Google Driver để quý vị có thể tải cái bộ phông và cái WinRAR này về. Ok, bây giờ quý vị hãy giải lén cái bộ phông này ra này. Quý vị click chuột phải cho open này. Quý vị chọn vào cái extract file này. Rồi, quý vị chọn OK luôn này. Rồi, đó, đã giải nén thì nó sẽ ra một cái thư mục folder này. Bây giờ quý vị hãy mở cái folder này lên. Quý vị mở tiếp này. Rồi, bây giờ quý vị giải nén tiếp toàn bộ cái bộ phông này ra. Quý vị click kích chuột phải chọn extract file này. Rồi, quý vị chọn OK tiếp này. Đó. Bây giờ quý vị hãy copy từng cái bộ folder này. Quý vị hãy mở lên. Ví dụ ở đây KTV sẽ copy một bộ ABC phông trước này, KTV sẽ mở lên này. Đó. Thì quý vị bôi đen toàn bộ cái chỗ này và chọn copy này. Ok chưa? Rồi, quý vị hãy vào Control Palette. Quý vị có thể tìm kiếm ở cái thanh công cụ tìm kiếm này. Đó, Control Panel này. Rồi, quý vị chọn tiếp vào cái Appearance and Personalizations. Rồi, quý vị chọn vào phông này. Đó. Quý vị hãy dán toàn bộ nó vào đây. Dán này. Quý vị chọn tiết này. Ok, vì cái phần này quý vị ai đã làm rồi thì quý vị có thể bỏ qua cái bước này. Và KTV cũng đã copy toàn bộ cái bộ phông vào. KTV sẽ tạm dừng cái phần copy này. Rồi, thì quý vị copy từng bộ một và quý vị dán toàn bộ nó vào cái thư mục phông ở trong cái Control Palette. Ok chưa? Rồi. Đã xong cái bước thứ nhất. Rồi bây giờ quý vị hãy mở cái Photoshop ProRes lên này. Đó, KTV sẽ mở từ đầu này. Quý vị hãy chuẩn bị một đoạn video hoặc là một hình ảnh. Ở đây KTV sẽ sử dụng hình ảnh cho nhanh này để quý vị đỡ mất thời gian chờ lâu. Ok chưa? KTV sẽ kéo hình ảnh này vào, kéo nó vào cái slide này. Rồi bây giờ quý vị hãy chọn vào slide option này hoặc quý vị có thể click chuột này. Rồi thì ở đây nó có rất nhiều các lựa chọn. Quý vị có thể chọn ngay cái add
ở dưới cái mục caption này. Đây, ví dụ KTV sẽ add để thêm cái chữ vào. Thì ở cái khung này, quý vị hãy đánh chữ này. Rồi, quý vị bật cái chế độ tiếng Việt lên này. Ở đây KTV sẽ sử dụng cái Unikey, ok chưa? Và cái bảng mã này, quý vị hãy chọn là VNI Window này. Đó. Ok chưa? Quý vị để Unicode là sẽ không đánh được tiếng Việt. Đó. Và cái phần font này thì quý vị cũng phải chọn cái font bắt đầu bằng cái VNI. Đó. Rồi. Quý vị sẽ đánh vào cái này. Ví dụ KTV sẽ đánh là chào mừng chẳng hạn này. Đó, chào mừng. Ok chưa? Thì ở đây nó sẽ có tiếng Việt cho quý vị. Còn về phần lỗi ở cái phần này, kệ nó, không có vấn đề gì cả. Chào mừng. Rồi, tiếp theo quý vị có thể tùy chỉnh font ở bên này. Quý vị có thể chuyển sang các font khác. Đó. Rồi. Quý vị cũng có thể chọn kiểu style này. Ok chưa? Rồi, còn đây là cỡ chữ. Quý vị cũng có thể tùy chỉnh to nhỏ theo ý muốn này. Và quý vị chọn màu cho cái chữ này. Ví dụ KTV sẽ chuyển cho cái màu vàng này. Đó, màu vàng này. Quý vị cũng có thể di chuyển chuột vào cái chữ này. Nó có dạng hình bàn tay. Quý vị có thể đặt ở bất cứ vị trí nào quý vị mong muốn. Đó, dưới này, trên này, sang phải hoặc sang trái hoặc ở giữa. Quý vị di chuyển chuột ra cái góc phía cạnh này. Thì nó có hình mũi tên. Quý vị có thể kéo chữ cho nó to hoặc là thu nhỏ chữ. Đó, ok chưa? Rồi, bây giờ quý vị thử vào play này để xem này. Đó, thì chữ nó sẽ chạy. Rồi, tiếp theo là cái cách nữa là quý vị chọn vào cái style này. Rồi, quý vị chọn tiếp vào cái phần caption and style. Thì ở đây nó bao gồm cả chữ và hình ảnh đi kèm. Và bên phải này sẽ là danh sách để quý vị có thể lựa chọn này. Ok chưa? Có rất nhiều. Ở đây có 176 cái mẫu để quý vị có thể lựa chọn. Đó. Quý vị có thể tùy chọn cái kiểu hiển thị mà quý vị muốn hiển thị. Đây, ví dụ KTV sẽ chọn thử cái này đi. Rồi, quý vị click đúp chuột vào đây và quý vị bấm vào Ani này. Quý vị chọn OK này. Đó. Rồi, bây giờ quý vị sang cái phần laser này. Quý vị chọn vào cái Night Footer này. Đây, quý vị có thể thay đổi cái hình nền. Chọn vào Browser này. Quý vị tìm đến cái thư mục hình ảnh mà quý vị muốn thay đổi này. Open này. Đó. Rồi, cái chữ này nó đang bị lỗi phông đây này. Quý vị có thể chỉnh lại này. Quý vị vào cái chữ chào mừng ở cái mục caption này. Đó, thì quý vị hãy sửa lại cái này. Xóa đi này. Và quý vị chọn cái phông bắt đầu bằng VNI. Đây, KTV sẽ chọn một cái phông bắt đầu bằng Vienna này. Rồi, KTV sẽ đánh tiếng Việt.
Rồi, quý vị cho cái phông nó to lên để dễ nhìn này. Và thay đổi màu đi này. Đó. Rồi, bây giờ quý vị hãy thử vào play này. Ở cái góc dưới màn hình này. Để view nó xem nào. Đó. Thì quý vị cũng có thể thay đổi cái hình ảnh để nó hiển thị này. Ở đây nó có 3 hình. Thì quý vị có thể thay đổi các hình mà quý vị tìm đến cái đường dẫn. Đó. Quý vị hãy chuẩn bị sẵn cái hình ảnh để lưu trong máy tính và quý vị thay nó vào thôi. Ok chưa? Quý vị muốn thay cái hình nào thì quý vị chỉ việc chọn này. Đấy, xong quý vị sang phần browser này, quý vị chọn này. Đó. Rồi. Bây giờ KTV sẽ chọn OK này. Rồi, quý vị chọn vào cái play để view nó xem này. Đó. Rồi, và trong cái phần này còn rất nhiều các ứng dụng nữa, quý vị có thể tự tìm hiểu này. Ví dụ quý vị hiển thị cho nó dịch sang trái, sang phải, ở giữa này, lên trên hoặc xuống dưới, và tùy chỉnh các kích cỡ đó. Ok, KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.